Sau đây là những tin tức chính của bản tin ngày hôm nay, và tôi đến từ tin tức cà phê 24 giờ. 9 thanh niên rủ nhau ra đường hóng gió bị xử phạt. Hơn 280 phạm nhân tham nhũng trả lại 24 tỷ đồng trước khi ra tù. Dựng lán ngoài vườn cho người dân về cách ly. Phát hiện 30 F0 qua quét mã QR ở chốt kiểm soát. Tin tức đầu tiên, 9 thanh niên rủ nhau ra đường hóng gió bị xử phạt. 9 thanh niên từ 15 đến 19 tuổi bị xử phạt tổng cộng 10 triệu đồng vì rủ nhau ra đường đi hóng gió khi đang giãn cách xã hội. Ngày 31 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết nhà chức trách địa phương đã ra quyết định xử phạt nhóm thanh niên này về lỗi ra đường khi không cần thiết. Đồng thời, Công an phường Xuân Đỉnh mời gia đình của mấy thanh niên này đến để cam kết về việc chấp hành. Theo xác minh, khoảng 5 giờ ngày 30 tháng 8, Nguyễn Ngọc Hưng, 19 tuổi, rủ 3 người bạn đi xe máy ra đường, cả nhóm đến phường Phạm Văn Đồng thì gặp 5 người khác cũng đang lượn lờ trên đường nên nhập hội. Nhóm 9 người cùng nhau phóng xe máy dọc phố Phạm Văn Đồng, bóp còi, rú ga, rượt đuổi trêu đùa nhau đi đến đường Phú Thượng, quận Tây Hồ nói chuyện. Nhận thông tin sự việc, cảnh sát vào cuộc xác minh và làm rõ. Hơn 280 phạm nhân tham nhũng trả lại 24 tỷ đồng trước khi ra tù. Dịp Quốc khánh năm nay, 283 người thuộc nhóm tội xâm phạm, trật tự quản lý kinh tế và chức vụ được đặc xá đã khắc phục tổng cộng 24 tỷ đồng. 3.035 phạm nhân trên cả nước được đặc xá đã nộp 80 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thông báo trong buổi công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước. Sáng ngày 31 tháng 8, số tội phạm tham nhũng thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ được đặc xá là 283 người, chiếm 9,3%. Trong số này, người nộp số tiền khắc phục hậu quả nhiều nhất là Trần Khắc Hiệp, cựu trưởng Ban Quản lý Dự án Nghi Sơn, với số tiền 10 tỷ đồng. Ông Hiệp bị tuyên án 4 năm tù về tội lập quỹ trái phép trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã thi hành xong án phạt tù, do đó không nằm trong danh sách được đặc xá. Đợt đặc xá lần này có 499 phạm nhân dân tộc thiểu số, 21 phạm nhân nước ngoài, trong đó Trung Quốc 10 người, Nhật Bản 4, Nigeria 3, Campuchia 2, Malaysia 1, Hàn Quốc 1, Mỹ 1. Theo Bộ Công an, lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 tại nhiều địa điểm sẽ diễn ra gọn nhẹ nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống COVID-19, tránh để lây lan vào các cơ sở giam giữ. Lần đặc xá gần nhất là vào năm 2016 với 4.200 phạm nhân và gần 200 người đang hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Từ năm 2009 đến 2016, Việt Nam có 6 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho gần 90.000 phạm nhân. Đa số người được đặc xá trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm thấp. Dựng lán ngoài vườn cho người dân về cách ly. Người dân xã Mường Lai, huyện Lục Yên dựng lán trong vườn cho những người hoàn thành cách ly tập trung về ở. Nhận tin con trai Hoàng Văn Triền, 24 tuổi, quê thôn 6, xã Mường Lai, về cách ly tại nhà. Bà Hoàng Thị Hoa lo lắng, dịch bệnh nguy hiểm, cháu phải cách ly ở nhà 14 ngày, mà giờ về sống cùng mọi người thì tôi không yên tâm. Con trai bà Hoa lao động tự do ở Hà Nội do thành phố giãn cách theo chỉ thị 16. Anh về quê và đã hoàn thành cách ly tập trung. Theo quy định, anh sẽ cách ly tại nhà. Tuy nhiên, nhà anh là kiểu nhà sàn, không có phòng riêng. Chính quyền xã Mường Lai đưa ra phương án lập lán tách biệt với nhà riêng để cho anh Triền sinh sống trong thời gian cách ly. Hơn 10 người gồm thân nhân, cán bộ xã đã đến hỗ trợ bà Hoa lập lán. Lán được dựng trong khoảng 3 giờ ở vườn, cách nhà hơn 30 mét. Vật liệu đa phần được tận dụng tại chỗ, mái và tường lán được lợp bằng lá cọ, cột kèo bằng cây gỗ lấy trong rừng. Giường chiếu được mang từ trong nhà ra để làm nơi ngủ nghỉ. Một khu vệ sinh, tắm giặt riêng cũng được dựng tạm. Đường dây điện được kéo ra để phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Hàng ngày, bà Hoa nấu cơm mang ra để ở ghế nhựa, được đặt ở khoảng cách giữa nhà riêng và lán. Ông Triệu Văn Huấn, bí thư đảng ủy xã Mường Lai cho biết, đây là trường hợp đầu tiên hoàn thành cách ly tập trung về địa phương cách ly tại nhà. Do đặc điểm đồng bào dân tộc là ở nhà sàn, không có phòng riêng, nếu ở chung sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Vì thế, xã tính đến phương án lập lán. Xã Mường Lai đưa ra hai phương án để người dân lựa chọn. Một là dồn nhà, gia đình nào có 2 đến 3 nhà gần nhau
nhà bố mẹ, nhà con cái thì dồn lại ở một nhà, nhà còn lại dành cho người đi làm xa về ở. Thứ hai là phương án dựng lán cho người thân ở cách xa nhà riêng. Hai phương án này được người dân các thôn bản rất ủng hộ. Trong thời gian tới, người dân hoàn thành cách ly tập trung về quê sẽ được bố trí ở những nhà lán như thế này, ông Huấn nói. Phát hiện 30 F0 qua quét mã QR ở chốt kiểm soát. Nhờ quét mã QR tại các chốt kiểm soát, cơ quan chức năng phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường, kịp thời ngăn chặn theo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin công tác chống dịch trên địa bàn chiều 31 tháng 8. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận gần 216.000 ca nhiễm và trải qua ngày thứ 9 siết chặt giãn cách với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó. Theo ông Hà, cùng với ghi nhận 30 F0, lực lượng chức năng tại các chốt cũng phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của công an thành phố tại quận 10 và 12. Công an thành phố đang điều tra làm rõ. Nói thêm về quy định người dân phải khai báo mã y tế bằng mã QR khi qua trạm, ông Hà cho biết yêu cầu này đã được công an thành phố triển khai những ngày qua tại các chốt. Sau khi thực hiện, tình hình giao thông tương đối ổn định, không có ùn tắc ở các chốt. Để việc qua các chốt nhanh chóng, ông Hà đề nghị người dân nên khai báo trước khi di chuyển và lưu lại mã code. Người đi đường chỉ cần trình mã cho lực lượng chức năng, không nên đến chốt mới khai báo. Việc này có nhiều ý nghĩa, công an thành phố phối hợp với Sở Y tế, cập nhật dữ liệu và có thể phát hiện các F0 để ngăn chặn di chuyển trong cộng đồng, ông Hà nói. Về một số ý kiến cho rằng, các chiến sĩ công an cầm điện thoại người dân để quét mã QR tiềm ẩn nguy cơ không an toàn. Ông Hà cho biết, công an là lực lượng tuyến đầu đều đã được trích 2 mũi vaccine. Hàng tuần họ phải xét nghiệm kết quả xét âm tính trước khi ra đường làm nhiệm vụ, nên nguy cơ sang người khác rất ít. Việc cầm điện thoại vẫn tiềm ẩn nguy cơ, nên chúng tôi sẽ quán triệt lực lượng đứng chốt, chỉ đề nghị người đi đường đưa điện thoại ra quét mã code. Ông Hà nói và cho biết, công an thành phố đang cố gắng sớm nhất hoàn thiện phần mềm tích hợp camera, chỉ cần đưa mã code vào camera quét sẽ đủ điều kiện qua chốt. Sau 15 ngày tạm ngưng, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát khu vực nội đô đồng loạt kiểm tra việc khai báo, di chuyển nội địa từ sáng ngày 29 tháng 8. Hiện người dân khi muốn khai báo có thể truy cập sức khỏe.dâncưquốcgia hoặc dùng camera điện thoại quét mã QR có trên giấy đi đường để vào trang web khai báo, sau đó nhận mã QR phục vụ kiểm tra. Phần mềm khai báo di chuyển nội địa được Bộ Công an triển khai để quản lý người dân vùng dịch thông qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra vào vùng dịch hàng ngày, truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Sau khai báo thành công, người dùng sẽ được cấp một mã QR và có thể dùng trong 3 ngày, sau đó phải khai báo lại. Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó từ ngày 23 tháng 8 và hiện chỉ có một số nhóm được phép ra đường. Giấy thông hành do Công an Thành phố Hồ Chí Minh in, ký đóng dấu, cấp cho cá nhân thuộc các nhóm được đi lại. Hiện, lượng xe chạy ngoài đường ở thành phố giảm gần 90% so với trung bình ngày thường và giảm 25% so với ngày 22 tháng 8.